Thành đô Hàn Dương, nơi tường thành bị chia cắt, còn cổng thành bị giải tỏa vào thời chiến tranh. Lịch sử đáng tiếc đó xảy ra vào năm 1975 và công cuộc khôi phục đô thành Hàn Dương đã bắt đầu cho đến bây giờ. Tường thành bị lãng quên đó sau khi được khôi phục đã được ghi nhận là di sản văn hóa. Quả là một khoảnh khắc đầy cảm kích. Thành đô Hàn Dương ban đầu được xây dựng toàn bộ bằng đất sét, nhưng đã được đổi hoàn toàn sang xây dựng bằng đá ở thời vua Sejong. Sau này trải qua nhiều sự biến đổi, thành đã trở nên vững chãi và kiên cố hơn. Cứ như vậy, trải qua 600 năm, thành đã được khôi phục với dấu tích của nhiều đời nhân dân. Và tất cả những điều đó đang ở ngay trước mắt chúng ta. Vâng, nhìn thì có thể thấy đây là hình ảnh ông cha ta đang cần cù xây tường thành. Khu vực này là nơi nào vậy ạ? Đây là khu vực cho chúng ta thấy toàn bộ quá trình chất đá ra làm sao và thành được xây dựng như thế nào. Chỉ riêng việc chất đá thôi đã tốn rất nhiều mồ hôi và xương máu của ông cha ta. Đặc biệt là vào thời vua Sejong thì nhân dân ta đã trực tiếp tham gia chất đá. Thế nên là chúng ta có thể thấy họ mài giũa đá và chất đá lên. Thêm nữa là sau thời đại Sóc Trong thì việc chất đá là việc của quân đội. Họ mài các khối đá với độ rộng là 45cm, độ dài là 60cm. Bạn có thể thấy những phiến đá có hình chữ nhật. Đặc biệt sau thời vua Sejong, nó được làm bởi người dân. Họ được nhận lương và làm công việc này, nên có thể thấy là các phiến đá được chất lên rất chắc chắn. Vậy là đô thành ngày càng kiên cố và an toàn hơn phải không ạ? Vâng, đúng vậy. Hiện tại đô thành Hàn Dương đã được khôi phục 70% độ dài của nó. Giữa một thành phố lớn với hơn 10 triệu dân lại tồn tại một đô thành thế này, thật là hiếm phải không ạ? Di sản văn hóa đáng tự hào của chúng ta, thành đô Hàn Dương, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu tìm hiểu đâu nhé. Các bạn ơi, nếu đến đây chúng ta có thể tìm hiểu về lịch sử của đô thành Hàn Dương. Nếu như cuối tuần các bạn có ý định đi chơi thì có thể đến đây và một lần nữa hiểu hơn về thủ đô Seoul. Đó sẽ là một điều rất có ý nghĩa đấy ạ. Quang Hoa Moon, trung tâm của thủ đô Seoul, nơi có một bảo tàng giúp chúng ta hiểu về lịch sử của đất nước Hàn Quốc. Tòa nhà vốn được sử dụng cho chính phủ, vào tháng 12 năm 2012 đã được xây dựng thành bảo tàng lịch sử của Hàn Quốc. Lịch sử của Hàn Quốc bắt đầu từ khi chính phủ lâm thời ra đời sau khi giành được độc lập vào năm 1919. Cho đến sự phát triển công nghiệp và nền dân chủ. Tất cả những nội dung này đều được trưng bày đặc biệt ở bảo tàng này. Vâng, hiện tại tôi đang có mặt ở Bảo tàng Lịch sử Hàn Quốc, nơi chúng ta có thể tìm hiểu về toàn bộ lịch sử của Hàn Quốc. Xin chào chị có thể giới thiệu ngắn gọn về bảo tàng này được không? Vâng, Bảo tàng Lịch sử Hàn Quốc này là bảo tàng về lịch sử cận đại và hiện đại của Hàn Quốc. Vậy là ở đây chúng ta có thể biết được lịch sử cận và hiện đại của Hàn Quốc phải không ạ? Đây mà chúng ta đang đứng là phòng triển lãm 1 phải không ạ? Ở đây thì sẽ có những gì vậy ạ? Chủ đề của khu vực này là sự chuyển mình của Hàn Quốc. Sau khi ký kết hiệp ước vào năm 1876 đến phong trào độc lập và cuộc giải phóng năm 1941, tất cả được trưng bày theo thứ tự như vậy. Đúng với chủ đề là sự chuyển mình của Hàn Quốc thì tôi thấy ở phía trước là lá cờ Thái cực rất lớn. Chị có thể giải thích một chút được không ạ? Lá cờ Thái cực này được gọi là lá cờ Thái cực Deni. Vào thời Joseon thì có một người Mỹ đến nước ta qua ngoại giao đã trực tiếp vẽ nên lá cờ này. Thế nên là lá cờ này được lấy tên là Deni vì đó là tên của ông ấy. Đây là lá cờ Thái cực có tuổi đời lâu nhất ở đất nước chúng ta. Vậy là chính lá cờ mang tên Deni hồi đó đang được trưng bày ở đây sao ạ? Vâng,